Năm 2013, Quảng Trị là địa phương bị thiệt hại nặng với trên 14.000 hecta rừng trồng tập trung và cây phân tán bị gãy đổ trong cơn bão số 10 và số 11. Do vậy, công tác trồng rừng năm nay được người dân các địa phương trong tỉnh hưởng ứng tích cực và việc trồng cây trong dịp đầu xuân năm mới thực sự là ngày hội đối với người dân nơi đây. Theo kế hoạch, trong năm 2014 này, tỉnh Quảng Trị phấn đấu trồng thêm 5.500 hecta rừng tập trung, trên 2,5 triệu cây phân tán các loại và đưa độ che phủ của rừng trên toàn tỉnh đạt trên 48%. Để công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng có hiệu quả, ngành nông nghiệp đã phối hợp với các huyện tổ chức tốt việc giao đất giao rừng cho nhân dân, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhân rộng các mô hình trồng rừng có hiệu quả.